Ok, và hello. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video trên kênh YouTube của mình nha anh em nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay các bạn ơi, mấy bạn thấy mình cứ mà lèm, mấy bạn biết mình đang mà lèm gì không? Mấy bạn xem nè, đây xin giới thiệu các bạn, đây là hai cái bánh cực kỳ ngon luôn bạn ơi, mà mình mới vừa gọi là mua về ăn nè. Ở thật ra là mình đang mà lèm cái bánh nha các bạn, chứ các bạn đừng nghĩ tầm bậy bạ nha. Ok, hôm nay mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách của một cái bạn fan đã gọi là bình luận ở trên kênh của mình nha. Các bạn fan này bình luận ra một cái thử thách cực kỳ hay luôn, đó chính là thử thách xây nhà của bé Cam trong Mini World nha các bạn nha. Đó, nghe hấp dẫn không? Hôm nay nè, mình và Sammy bọn mình sẽ cùng nhau xây nhà cho bé Cam ở trong Mini World nha các bạn. Mà bé Cam là ai thì chắc là bạn nào coi kênh của mình thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Thì bé Cam chính là một bé mèo mà mình và Sammy đang nuôi bạn ơi. Đó, ok. Thì hôm nay mình sẽ cùng với Sammy bọn mình sẽ cùng nhau là xây một cái nhà thật là đẹp. Cái nhà đó mình nghĩ rằng là mình sẽ xây cái hình cái đầu con mèo nha các bạn. Đó, thật là đẹp luôn, để cho bé Cam ở trong Mini World nha các bạn nha. Đó, bạn nào chưa coi video về bé Cam thì nhớ hãy qua bên kênh của mình và kênh của Sammy để xem video về bé Cam nha các bạn. Còn không nói nhiều nữa, còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau gọi là vào video và cùng nhau xây nhà cho bé Cam thôi các bạn ơi. Let's go. Let's go. Rồi ok, chúng ta cùng nhau xây dựng thôi nào các bạn ơi. Thì như bạn cũng thấy á, ở đằng sau nhà của mình nè là có cái nhà của anh Siro các bạn ơi. Và nhà của anh Siro là nó có hình gọi là hình gì ta? À, hình cái đầu sói bạn ơi. Đó, thấy không? Đây là một cái hình của đầu một con sói nè. Thì bởi vậy cho nên mình đã có nảy sinh ra một cái gọi ý tưởng rất là hay, đó chính là mình sẽ gọi là xây cho nhà của bé Cam là hình đầu một con mèo nha các bạn. Đó, nhà anh Siro là hình đầu sói đúng không? Thì nhà của bé Cam thì mình sẽ xây là hình đầu của con mèo nha các bạn nha. Nghe hấp dẫn không? Ok. Không ơi, rồi. Nhìn nó khác quá à. Tương khắc tương phùng quá à. Là sao? Này, con sói là ăn thịt con mèo bên cạnh. Trời ý cái nhà không hợp nhau rồi. Tào lao. À, chó sói Siro là chó sói ăn chay hiểu không? Cho nên yên tâm không sao hết. Ok chưa? Chó sói Siro là chó sói ăn chay nha, cho nên là sẽ không làm thịt bé Cam đâu, yên tâm đi. Okay. Rồi. Rồi ok, bây giờ đầu tiên thì mình sẽ phải dọn dẹp hết mấy cái gọi là cây cối xung quanh đây hết các bạn ơi. Dọn dẹp hết nha. Ok, dọn hết. Mình vừa mới kêu anh Dịch cho bọn mình chỉnh thành chế độ sáng tạo để bọn mình vô đây xây nhà cho bé Cam mấy bạn ơi. Đó, mình sẽ xây nhà cho bé Cam nha. Ok. Đập chỗ này ra nè. Rồi, đập cái hàng rào này ra luôn. Đập ra cho rộng rãi, còn xây nhà cho bé Cam mấy bạn ơi. Đó, rồi. Ui, ở trong đây mình thấy nó có mấy cái bông hoa đồ nằm ở bên dưới thảm cỏ. Xấu quá, mình phải đập luôn bạn ơi. Đập luôn. Sam, phụ tôi coi. Cố lên Phong ơi, cố lên Phong ơi. Cố gì mà cố, bà vô bà phụ túi, bà đứng đó bà la làng không trộm gì vậy. Ủa, tôi biết sao, ông bà nhà bà nha. Vậy nha, bé Cam cũng là thú cưng của bà luôn nha. Bà đừng có gọi là vậy nha, bà cũng phải xây phụ tôi chứ. Vậy thôi, bây giờ vậy đi. Nếu như bà không xây thì một mình tôi nuôi Cam thôi. Tôi sẽ giữ cái tôi. Tôi xây được chưa? Ok, xây rồi. Xíu mà. Chứ bà không chịu xây là tôi sẽ đem bé Cam về nhà tôi nuôi một mình luôn. Đó, ok. À quên nữa bạn ơi, có một cái điều này mà mình quên nói với bạn nè. Những bạn nào mà đang chơi gọi là Mini World bằng điện thoại á, thì có một tin vui cho các bạn, đó chính là Mini World đã quay trở về với CH Play rồi. Thì mấy bạn có thể gọi là tải gọi là Mini World ở trên CH Play nha, hay còn gọi là Google Play các bạn. Đó, mấy bạn có thể tải trên đó nha, cực kỳ gọi là tiện lợi luôn. Ok, rồi, bây giờ mình sẽ xây nhà cho bé Cam. Thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chọn những cái khối thật là đẹp luôn bạn ơi. Sam ơi, mình có nên xây nhà cho bé Cam bằng vàng luôn không? Xây bằng vàng. Trời luôn, được không? Ghê không? Nghe sang trọng thực sự. Đúng rồi, Cam phải xây bằng màu cam với màu vàng hay không? Cho nó sang trọng. Đó. Đúng rồi, xây bằng khối bằng vàng luôn đi cho nó sang trọng. Ok, tôi lấy thêm mấy cái khối này để trang trí cho Cam nè. Rồi, ok, rồi. Các bạn muốn có tiền để có thể nạp vào game mua skin? Đơn giản thôi, các bạn hãy tải ngay phần mềm báo hay 24 giờ. Đây là một cái phần mềm mà Phong đã sử dụng rồi nha. Thì đây chính là một cái phần mềm mà các bạn có thể lên đây để đọc báo nè, và sau đó có thể nhận thưởng tiền nữa nha. Và tiền ở trong cái app này các bạn có thể đổi ra thành thẻ cào điện thoại để các bạn có thể nạp vào game, nạp vào trong điện thoại bất cứ cái gì mà các bạn muốn. Chỉ cần ngồi không đọc báo thôi cũng được tiền nữa. Thế thì còn gì bằng, đúng không anh em? Để tải được phần mềm này thì các bạn chỉ cần kéo xuống dưới phần mô tả với lại phần bình luận mình sẽ để ở bên dưới nha. Thì các bạn có thể tải được ở trên CH Play và cả trên App Store đó nha mấy bạn. Đây, để Phong dùng thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên các bạn hãy đăng nhập vào trong phần mềm bằng Facebook. Đó, mấy bạn thấy chưa? Vừa mới đăng nhập thôi mà mình đã nhận được xu rồi nè. Đó. Và cũng có rất là nhiều cách để có thể nhận xu ở trong đây nha. Các bạn có thể đọc báo nữa nè. Đây, bây giờ mình sẽ thử vào đây mình đọc báo. Khi mà các bạn đọc báo thì ở bên góc bên phải của nó sẽ có một đồng xu.
Và khi các bạn đọc xong bài báo đó thì nó sẽ cho các bạn được một cái phần xu nhất định. Và cái phần xu này các bạn có thể tích góp lại để có thể gọi là nhận được thẻ cào điện thoại nha. Không những vậy, ở trong ứng dụng của chúng ta còn có cái phần gọi là xem video các bạn ơi. Mấy bạn có thể xem video ở trong cái ứng dụng này để có thể nhận được thêm xu nha. Đây, chúng ta sẽ xem video. Và trong cái thời gian chúng ta xem á, chúng ta sẽ được gọi là nhận thêm xu nha các bạn. Còn thêm rất là nhiều cách để có thể nhận thêm xu nữa, đó chính là các bạn cũng có thể chia sẻ cái app này lên trên Facebook cho bạn bè có thể tải về, thì các bạn cũng sẽ nhận được xu luôn nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ nè. Đó, chia sẻ về xong thì bây giờ mình đã nhận được xu rồi nè. Tiếp theo nữa, để có thể nhận xu, các bạn cũng có thể xem quảng cáo để nhận được xu nha. Các bạn chỉ cần bấm vào trong quảng cáo để xem quảng cáo là các bạn sẽ được xu ngay. Đây, các bạn xem nè, mình có rất là nhiều xu luôn. Bây giờ mình sẽ đổi nó ra thành thẻ cào điện thoại nha. Ok, vậy là xong. Bây giờ mình đã có thẻ cào điện thoại để nạp vào game rồi. Quá đơn giản luôn đúng không nào? Các bạn chỉ cần ngồi không đọc báo mà các bạn cũng được tiền nữa. Thế thì còn gì bằng đúng không? Bởi vậy cho nên hãy mau mau tải cái app này về ngay nha. Mình sẽ để link tải ở bên dưới phần mô tả và phần bình luận nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. 1 hour later. Ok bạn ơi, và sau một thời gian bọn mình đã xây dựng xong được gọi là cái nhà hình đầu của con này là con mèo hay là con gì vậy ta, con quái vật hay con gì, mình thấy nó không giống con mèo bạn ơi. Trời ơi, tôi mà để hình con ca bên cạnh chắc không ai nhận ra luôn rồi. Mấy bạn ơi, mình xây cái nhà hình cái đầu con mèo nhưng mình thấy nó hơi xấu xấu sao bạn ơi. Nhưng mà thôi không sao, tại vì cái chỗ này nó hẹp quá cho nên là mình không thể nào mà xây đẹp được. Có bạn nào mà muốn gọi là những cái tập sau bọn mình sẽ nâng cấp nhà của bé Cam lên đẹp hơn thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Và các bạn nhớ là để cho video này được thật là nhiều like luôn thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp nhà của bé Cam. Mình sẽ xây nhà của bé Cam to đùng luôn nha các bạn, to hơn luôn cái gaming house của Hero Team luôn nha. Đó, ok rồi. Gì vậy? Bây giờ chúng ta bắt đầu đến cái phần trang trí nhà của bé Cam nha. Bây giờ trong đây mình thấy nó tối thui rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình mấy cái bóng đèn đi. Ok rồi. Đúng rồi. Nhà đúng bé Cam đi. Là phải sử dụng bằng đèn luôn các bạn ơi. Đâu kiếm cái đèn nó xịn xịn xíu coi. Rồi ok, bây giờ là mình lắp bóng đèn cho nhà của bé Cam nha. Thì đầu tiên mình sẽ lắp ở trên nóc nè. Đó, lắp bằng những cái cây đèn. Những cái đèn này, như... đèn xịn luôn á nha. Đó, xịn chưa? Y như trong trời khách sạn 5 sao luôn. Đó, ok. Rồi, ở bên đây thì mình sẽ lắp hai cái bóng đèn nhỏ ở đây. Đằng sau mình cũng sẽ lắp hai bóng đèn nhỏ luôn. Đó, cực kỳ sáng luôn nha bạn. Sáng trưng luôn, trời ơi. Tỏa sáng ánh khắp ánh mặt trời luôn. Ok, rồi, tiếp theo nữa sẽ là bình hoa. Mình sẽ để hai cái bình hoa ở đây. Đó, sau mình gắn hoa vô. Đó, ok rồi. Hai cái bình hoa đằng sau mình cũng sẽ để luôn. Đó, để hai cái bình hoa luôn. Đó, ok rồi. Tiếp theo nữa sẽ là một cái chỗ cho Cam nằm ngủ. Ok, Cam nằm ngủ thì mình sẽ lấy cho Cam một cái giường luôn nha. Mình sẽ kiếm cái giường đó thật là đẹp cho Cam luôn. Thì ở đây hình như mình nhớ là mình có cái giường màu hồng các bạn ơi. Đây, cái giường màu hồng nè. Mình sẽ cho Cam gọi là ngủ ở trên cái giường màu hồng luôn. Đó, để hai cái giường đây đó. Để bữa nào mà Cam dẫn bạn bè về thì Cam có thể gọi là cho bạn của Cam ngủ bằng cái giường này. Đó, ok rồi. Có cả để thêm tủ sách nữa hả? Ơ mà khoan sao mày? Tính ra Cam nó là con mèo mà làm sao mà nó biết đọc sách được? Tào lao. Trời ơi, để lúc hồi tối tôi vào đây tôi đọc sách cho con Cam nó ngủ hợp lý không? Hay là để trang trí thôi ta, chứ Cam nó cũng đâu biết đọc đâu đúng không? Được mà, đúng không? Ok, thôi trang trí cũng được. Rồi ok, để trang trí đi. Hay trời, cái này chỉ để trang trí thôi bạn ơi, chứ không có đọc được đâu nha, bởi vì con Cam nó là con mèo mà làm sao nó biết đọc sách được, tào lao thiệt. Ok rồi. Tiếp theo nữa thì mình sẽ gọi là chuẩn bị một cái chỗ cho gọi là Cam tắm mấy bạn ơi. Thì mình sẽ lấy cho mình một cái xô nước. Chỗ này sẽ là bồn tắm cho Cam mấy bạn ơi. Đó, đặt chỗ này ra. Đặt chỗ này ra rộng rộng xíu. Đó, ok rồi. Đặt chỗ này ra nữa nè. Nhà của Cam là Cam nó là con mèo cho nên là mình phải có chỗ cho con Cam tắm mấy bạn ơi. Thường thường thì mèo nó rất là thích tắm luôn nha. Đó, những con mèo thì thường nó rất là thích tắm luôn. Ok. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đổ nước xuống nè. Đó, đổ nước xuống. Vậy là chúng ta đã có được một chỗ cho Cam tắm mấy bạn ơi. Đó. Mỗi lần mà Cam ngủ dậy đúng không? Là Cam sẽ qua bên đây, Cam xúc miệng rồi Cam gọi đánh răng, sau đó Cam nhảy xuống đây Cam bơi bạn ơi. Đó, bơi. Sướng quá liền, thấy không? Buổi sáng thức dậy là có hồ bơi để bơi luôn, quá sướng luôn. À mà khoan, bọn mình có cần trang trí cái hồ bơi này thêm gì không Sam? Sao em chứ nhìn nó nhặt tách là trời, nhìn nè. Ok, à. Vậy thì tôi sẽ bỏ thêm hoa sen xuống dưới nữa cho nó thơm. Thơm bị sợ luôn. Cam, Sam có bao giờ thấy coi mấy cái phim của mấy cái ông vua ngày xưa á, thường mấy ông đi tắm á, là bên dưới hồ bơi là mấy ông thường rải hoa hồng á, Sam biết không? Biết. Đúng rồi. Đây là tòi. Còn cái này là hồ bơi của Cam thì mình sẽ rải hoa sen xuống đó. Trời ơi, cho Cam tắm. Là Cam sẽ có mùi thơm của hoa sen đó, hiểu không? Nhà của mình còn không có hồ bơi, và nhà mình còn một con mèo được có hồ bơi mà thấy ông sang trọng cỡ nào chưa? Nhà mình còn nghèo hơn cả nhà của Cam nữa. Lấy. Ok rồi. Xong rồi, bây giờ là chúng ta đã có hồ bơi cho Cam nè, có chỗ ngủ cho Cam nè.
Bây giờ là tiếp theo đó là phần gọi là chỗ cho Cam ăn uống các bạn ơi. Mình sẽ chuẩn bị một cái bàn nè. Mặc dù mình biết là Cam nó không có ngồi, nó ngồi được đâu, nhưng mà thôi cứ chuẩn bị đi. Ok, một cái ghế nè, đó, bàn ghế nè để cho Cam ngồi ăn nè. Tiếp theo nữa là chuẩn bị đồ ăn cho Cam. Thì mình sẽ lấy cho Cam gọi là bánh ngọt các bạn ơi. Cam thì thường thì nó rất là thích ăn bánh ngọt luôn nha các bạn. Đó, ok. Bỏ bánh kem về đây. Hey. Đó, ok. Rồi, thì bây giờ trong nhà của Cam đã chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ các bạn ơi. Chỗ ngủ nè, hồ bơi nè, có thêm gọi là gì ta, chỗ này là để đọc sách nè. Rồi bên đây là bàn cho Cam ăn uống nữa bạn ơi. Đó, hấp dẫn chưa? Đó. Ok. Tranh nạnh hình con cá à? Đó, hợp lý. Ồ, hợp lý. Trời, Cam là mèo cho nên Cam sẽ rất là thích ăn cá. Cho nên là bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái gọi là những cái bức tranh hình con cá cho Cam, để cho Cam nó thích. Ờ, ok rồi. Thì bây giờ mình với Sam đã xây xong được nhà cho bé Cam nữa bạn ơi. Thì các bạn có thấy cái nhà này đẹp không nào? Nếu như bạn nào thấy cái nhà này đẹp á thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký họ cho Sammy cùng với các thành viên của Hero Team nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu các bạn muốn mình trong tương lai sẽ nâng cấp nhà của bé Cam lên to hơn, đẹp hơn, thì các bạn cũng đừng quên là hãy bấm like video thật là nhiều luôn, để mình gọi là có động lực mình xây nhà mới cho Cam nha. Cái nhà to hơn cái nhà này. Chứ cái nhà này mình thấy nó vừa nhỏ mà nó còn vừa hơi xấu nữa bạn ơi, nó không được đẹp lắm. Tại vì cái chỗ này nó hẹp quá, mình không xây đẹp được. Ok, rồi, bye bye. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, bye, bye. Yêu anh em, bye rồi, tạm biệt.